khi cuộc sống trở nên vô định, khi con người phải đối diện với một tương lai mờ mịt, chúng ta sẽ cần đến một sự khải thị từ những lời tiên tri. Đức mẹ Fatima hiển linh và ba lời tiên đoán về số phận nhân loại phần 2. Trong phần trước, Tinh Hoa TV đã nói qua về những diễn biến trong sự kiện Đức Mẹ Hiển Linh ở Fatima, hay còn gọi là phép lạ mặt trời ở Fatima, sự kiện tiên tri gây chấn động thế giới. Đức Mẹ đã hiển linh và trò chuyện với ba em nhỏ là Lucia 10 tuổi, Francisco 8 tuổi và Jacinta 6 tuổi. Bà nhắc nhở các em chăm niệm kinh Mân Côi cầu cho thế giới mau chóng kết thúc chiến tranh. Đức mẹ cũng báo rằng bà sẽ sớm đưa Francisco cùng Jacinta lên thiên đường, còn Lucia tiếp tục ở lại chịu khổ và thực thi sứ mệnh lưu giữ cũng như truyền tải ba lời tiên tri từ đức mẹ. Và đúng như lời đức mẹ nói, 2 năm sau lời tiên đoán, Francisco mất trong trận đại dịch và 1 năm sau, Jacinta cũng qua đời. Cả hai đều được Đức Giáo Hoàng John Paul II phong thánh. Như vậy, ba đứa trẻ tận mắt chứng kiến Đức Mẹ hiển linh ở Fatima chỉ còn lại Lucia, sau này trở thành nữ tu, mất năm 2005, thọ 97 tuổi. Hai bí mật đầu tiên được bà viết ra vào năm 1941, còn điều thứ ba thì mãi đến năm 1944 mới được bà tiết lộ cho Vatican. Vậy những lời tiên tri bí mật này là gì và ứng nghiệm hay chưa? Bí mật đầu tiên được Đức Mẹ hé mở cho các em vào ngày 13 tháng 7 năm 1917 là cảnh tượng về hỏa ngục. Lần đó, bọn trẻ nhìn thấy một biển lửa với đầy ma quỷ và linh hồn con người. Những linh hồn này đang bị thiêu đốt và la hét đầy đau đớn, tuyệt vọng. Cảnh tượng thê thảm khiến bọn trẻ kinh khiếp và khóc thét vì sợ hãi. Bí mật thứ hai là một lời tiên tri, nội dung nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng nếu dân chúng không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến tranh tồi tệ sẽ xảy ra vào thời Đức Giáo Hoàng Pius XI. Khi chúng con thấy đêm tối được chiếu sáng bởi ánh sáng chưa từng biết, chúng con hãy biết rằng đó là dấu chỉ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho các con để biết rằng người sắp trừng phạt thế gian vì những tội ác của họ. Bằng chiến tranh, đói kém và những bất hại đối với Hội Thánh và Đức Thánh Cha. Để ngăn chặn điều này, ta sẽ đến và yêu cầu dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của ta và rước lễ đền tội vào các ngày thứ bảy đầu tiên. Nếu yêu cầu của ta được chú ý, nước Nga sẽ được cải đạo và sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ nhân rộng sai lầm của nó trên toàn thế giới, gây ra chiến tranh và cuộc bất hại Hội Thánh. Những người thiện chí sẽ phải chịu đọa đày, Đức Thánh Cha phải chịu đựng nhiều hơn thế. Nhiều quốc gia sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của ta sẽ chiến thắng. Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho ta. Nó sẽ được cải đạo và toàn thế giới được ban thời kỳ hòa bình. Chiến tranh sẽ kết thúc chính là sự ám chỉ sự kết thúc của Thế chiến thứ nhất vào năm 1918, 1 năm sau lời tiên đoán của Đức Mẹ. Vậy còn câu, nhưng nếu dân chúng không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến tranh tồi tệ sẽ xảy ra vào thời Đức Giáo Hoàng Pius XI. Và những lời tiên đoán liên quan đến nước Nga có ý nghĩa gì? Đoạn tiên tri này là nói về giai đoạn trước và sau Thế chiến thứ hai. Mặc dù Thế chiến thứ nhất đã kết thúc, nhưng ở Nga, Lenin nổi dậy kêu gọi dân chúng theo chủ nghĩa vô thần và bất hại Công giáo. Khắp nước Nga, quân đội Lenin đã hành quyết hàng ngàn người Công giáo. Làn sóng đỏ sau đó lan truyền khắp châu Âu, gieo rắc nhiều khổ đau. Đến năm 1939, Thế chiến thứ hai nổ ra. Lúc đó đang là năm tại vị cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Pius XI. Đây chính là ứng nghiệm với lời tiên đoán của Đức Mẹ về cuộc chiến tiếp theo nếu dân chúng không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa. Còn ánh sáng chưa từng biết chính là ám chỉ hiện tượng cực quang hiếm gặp vào ngày 21 tháng 1 năm 1938.
đây không phải là một sự kiện bình thường. Hiện tượng này đã trải dài từ châu Âu, châu Phi cho đến tận châu Mỹ. Nó đã khiến rất nhiều người lo sợ. Và một năm sau đó, Thế chiến thứ hai bùng nổ. Lời tiên tri thứ hai này được Lucia công bố vào năm 1941. Một số sự kiện liên quan đã diễn ra trước đó, nên một phần lời tiên tri đã không thực sự là tiên tri. Tuy nhiên, việc nước Nga cải đạo và thế giới có được thời kỳ hòa bình chính là chỉ thời điểm kết thúc chiến tranh lạnh, chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ, Cơ đốc giáo được phục hưng ở nước Nga. Điều này đã thực sự xảy ra vào năm 1991, 50 năm sau lời tiên tri Fatima được công bố. Bí mật cuối cùng được Lucia công bố vào ngày 26 tháng 6 năm 2000. Mặc dù trước đó vào năm 1944, bà đã viết ra lời tiên tri và giao nó cho Vatican. Chúng tôi nhìn thấy một thiên thần với thanh gươm rực lửa trên tay trái, lóe sáng, những ngọn lửa bùng cháy như thể sẽ thiêu trụi thế giới, nhưng chúng lại dịu đi khi tiếp xúc với ánh sáng chói lọi từ bàn tay phải của Đức Mẹ chiếu thẳng vào vị thiên thần. Tay phải vị này chỉ xuống địa cầu và khóc thét lên: "Hãy sám hối, hãy sám hối, hãy sám hối." Rồi chúng tôi nhìn thấy trong vầng sáng cự đại của Chúa là hình ảnh những con người trông như nhìn qua gương. Họ đi qua trước mặt vị giám mục mặc áo trắng. Chúng tôi ấn tượng đó là Đức Thánh Cha. Những vị giám mục khác, tu sĩ, tính nam tính nữ cùng đi lên một dốc núi. Trên đỉnh núi có một cây thánh giá to với thân cây xù xì, tựa như một cây bần bông vỏ. Trước khi đến được đó, Đức Thánh Cha đi qua một thành phố lớn bị phá hủy một nửa. Phần còn sót lại rung rẩy siêu vẹo sau mỗi bước chân qua. Đau khổ và buồn bã, Ngài cầu nguyện cho linh hồn của những xác chết mà Ngài gặp trên đường. Khi vừa lên tới đỉnh núi, Ngài quỳ chân dưới cây thánh giá rồi bị giết bởi một toán lính nã đạn và bắn tên vào Ngài. Những giám mục khác và nhóm tính nam tính nữ cũng bị giết theo cách đó, và rất nhiều người khác ở vị trí và cấp bậc khác nhau. Ở hai phía của thánh giá có hai vị thiên thần cầm chiếc bình pha lê thu thập máu của những vị tử vì đạo, rồi lấy máu đó trải lên những linh hồn đang trên đường đến với Chúa. Về vị giám mục mặc áo trắng bị bắn chết, Vatican giải thích nó là vụ ám sát Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II năm 1981. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lý giải này không chính xác, bởi việc Giáo Hoàng John Paul II bị ám sát không đến mức nghiêm trọng như trong lời tiên tri, vì ông đã phục hồi sau 6 giờ phẫu thuật. Vậy nếu lời tiên tri này đã ứng nghiệm thì vào thời đại của chúng ta hiện nay có hay không một cuộc bức hại tín đồ tôn giáo nào đang diễn ra mức độ nghiêm trọng đến như thế? Nếu có thì tại sao chúng ta không hề biết đến? Phải chăng nó đã bị che giấu? Giáo hoàng John Paul II đã từng đọc qua bí mật thứ ba, và trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Steam Des Claupens năm 1980, ông bình luận: "Cần phải cho tất cả các tín đồ Cơ Đốc biết điều này. Nếu có một thông điệp cho biết rằng các đại dương sẽ nuốt trọn toàn bộ các phần đất liền trên trái đất, rằng từ khoảnh khắc này cho tới khoảnh khắc khác hàng triệu người sẽ chết, thì sẽ không có bất cứ động lực nào để công bố thông điệp bí mật trên." Không chỉ vậy, trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tạp chí Jesus ấn bản ngày 11 tháng 11 năm 1984, Đức Hồng Y Ratzinger thừa nhận ông đã được đọc bí mật thứ ba và cho biết bí mật này liên quan đến tầm quan trọng của ngày kết thúc. Ngoài ra, trong cuốn Toàn bộ sự thật về Fatima tập 3, bí mật thứ ba, tác giả Fred Michel cho biết: "Khi sơ Lucia được một số người gạn hỏi về nội dung của bí mật này, sơ đã bật mí một cách ngắn gọn rằng nó nằm trong sách Khải Huyền thuộc Kinh Thánh. Khải Huyền là thánh kinh tiên tri về tương lai nhân loại. Nội dung sách đề cập đến thời điểm kết thúc khi đạo đức con người xuống dốc, dẫn đến những biến động thế giới, thảm họa, dịch bệnh và sự phá hủy môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, Khải Huyền cũng khải thị về đấng Messiah, tức cứu thế chủ sẽ xuất hiện để truyền ra luật của vũ trụ, quy chính lại hết thảy những gì đã bại hoại."
Trải qua hơn 100 năm, câu chuyện về Đức Mẹ Hiển Linh và các điều bí mật Fatima đã ít nhiều được nhân loại biết đến. Mức độ tin như thế nào thì cũng tùy thuộc đức tin của mỗi người. Tuy nhiên, những biến động thế giới vào thế kỷ 20 đã phần nào ứng nghiệm với những gì Đức Mẹ báo trước về số phận nhân loại.